Mai Khanh kính chào quý vị của đài CBN TV và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Wellness and Families. Mình bắt đầu vào tháng 10 trong một cuộc đại dịch COVID-19 của 2020. Thì sau 9 tháng, mình đã có một cái con số nó rất là đáng lo sợ. Thì Mai Khanh cũng nhắc lại với quý vị đó là đây là một cái đại dịch mà ảnh hưởng tất cả toàn thế giới và nhất là nước Mỹ và đến những thành phố và nơi của chúng ta đang sống. Thì Mai Khanh muốn nhắc quý vị đó là trên toàn thế giới đã có hơn 34 triệu ca COVID-19 và đã có hơn 1 triệu người đã chết vì bệnh này. World Health Organization đã nói là nếu mà mình không có vaccine thì mình sẽ tiếp tục có hơn 1 triệu người sẽ chết vì COVID-19 này. Tức là nếu mà mình chưa có vaccine thì chúng ta phải sẵn sàng nghĩ là sẽ có 2 triệu người chết vì cái đại dịch COVID-19 này. Khi mà mình nghe con số đó, đó thì mình nghĩ đó là đây là một cái đại dịch mà mình phải tiếp tục, tất cả chúng ta phải làm sao để mà mình giảm con số này. Thì trong nước Mỹ, quý vị đã có hơn 7.3 triệu ca COVID-19 và đã có hơn 210.000 người chết vì COVID-19. Mỗi ngày chúng ta vẫn thấy là có 40.000 đến 55.000 ca mới mỗi ngày trong nước Mỹ. Hai ngày trước đã có 55.000 ca mới. Quý vị nhớ là trong cái khi mà đại dịch đó, thì khoảng tháng 4 là mình đã có khoảng 35.000 ca mỗi ngày. Đến giữa tháng 8 thì mình lên khoảng 70 mấy ngàn, rồi đã đem xuống khoảng 30.000 ca mỗi ngày. Và mới đây mình thấy bắt đầu lại trở lại, làm cái ca bệnh này càng ngày vẫn còn rất là cao. Khi mà bác sĩ Fauci đó nói đó là mình phải làm sao mà đem cái ca bệnh mỗi ngày xuống dưới 10.000 thì mình mới có thể là mình nghĩ là mình đã có đến một cái lúc mà có thể ổn được rồi, vì mình có đủ để mà mình thử và có thể mình kiểm soát. Nhưng mà bây giờ hiện tại mỗi ngày trong nước Mỹ vẫn có hơn 40.000 và hai ngày trước đã có 55.000 ca bệnh mới. Và cái tỷ lệ tử vong thì vẫn tiếp tục rất là cao mỗi ngày. Ngày hôm kia đến ngày hôm qua là có 1.000 người, 974 người chết trong một ngày. Làm tiếp tục cái tỷ lệ tử vong vẫn là khoảng 1.000 người mỗi ngày trong nước Mỹ. Và quý vị nhớ đó là khi mà mình nói về cái dịch COVID-19 đó, thì mình phải hiểu là lúc nào là sẽ lây bệnh, lúc nào là sẽ cái số nhập viện nó sẽ lên cao và lúc nào mình sẽ thấy bắt đầu cái tỷ lệ tử vong nó lên. Thì mình nghĩ là những cái lễ lớn như là Memorial Weekend thì sau đó bao giờ cũng thấy cái ca bệnh trở lại và cái số người nhập viện cũng lên cao lại và sau đó người chết cũng trở lại. Thì sau buổi 4th of July, tức là cái lễ Independence Day mà của tháng 7 đó, thì đã có những cái tài liệu nó trở lại. Thì Mai Khanh cũng nhắc quý vị đó là sau cái 4th of July đó, hai tuần sau thôi, thì đã có nhiều nơi có record daily cases. Tức là sau cái 4th of July 2 tuần thì trong nước Mỹ đã có hơn 76.000 ca COVID-19. Rồi một tuần sau, tức là 3 tuần sau 4th of July đó, thì cái số nhập viện nó lại lên rất là cao, mà nó là near record, tức là gần cao nhất đó. Và 2 tuần sau đó nữa, là tổng cộng là 6 tuần sau cái 4th of July đó, thì là cái số mà cao nhất người chết là lên 1.500, tức là cao nhất ngoài cái lúc mà mình thấy cái số cao nhất trong nước Mỹ là khoảng giữa tháng 5, tức là khoảng hơn 2.500 người chết mỗi ngày. Thì sau khoảng 6 tuần sau 4th of July đó là mình đã thấy cái số người chết trở lại lên 1.500. Làm bao giờ mình cũng nghĩ là sau một buổi lễ thì cái ca bệnh nó sẽ lên rất là nhanh 2 tuần sau.
rồi thêm khoảng 1 đến 2 tuần sau đó nữa lại thấy cái nhập viện nó lại lên cao, và tổng cộng là 6 tuần sau thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ lên. Là nếu mà mình theo cái timeline đó đó thì mình sẽ thấy là sau Labor Day, tức là bây giờ là mình đã khoảng 4 tuần sau cái lễ lao động, thì tất cả những cái mà mình đã thấy với lại cái lễ 4th of July mình đang thấy với lại lễ lao động, tức là cái số cao nhất bệnh là 55.000 hai ngày trước, bệnh mới đó mỗi ngày đó. Và trong nước Mỹ bây giờ đã có 22 tiểu bang mà tiếp tục ca COVID-19 lên rất là nhiều và rất là cao. Những tiểu bang này là hầu như là trong Midwest, như là Wisconsin. Tiểu bang Wisconsin, quý vị biết là positivity rate, tức là cái dương tính đó, percentage đó, nó lên 22%. Wisconsin là một trong ba độ cao nhất có những cái ca COVID-19 theo cái dân số. Thì North Dakota là một tiểu bang mà đã đứng nhất trong nước Mỹ bây giờ, là có nhiều COVID-19 ca nhất trong cái dân số. Thì nếu mà mình biết như vậy, mình thấy rõ ràng đó là có hơn một, là gần một nửa tiểu bang trong nước Mỹ tiếp tục vẫn có cái số ca COVID-19 rất là cao, và cái tỷ lệ tử vong nó cũng đang ở một nơi mà nó rất là nguy hiểm, khi mà tất cả mọi người biết là mình sẽ vào mùa thu, và mùa thu thì sẽ có hai cái mà nó làm cho bao giờ cũng lo lắng như về những cái bệnh lây nhiễm, đó là một đó là học sinh đã trở lại trường học, và thứ nhì đó là vào mùa cúm. Thì khi mà mình vào một mùa cúm mà đã có một con số của ca bệnh nhập viện và tử vong của COVID-19 đang cao, thì khi mà mình vào mùa cúm thì cái số nó sẽ làm cho những bệnh viện, những phòng cấp cứu sẽ không có đủ nhân viên, không có đủ cái capacity để mà săn sóc cho bệnh nhân. Thì cái đó là cái mà mình rất là lo cho mùa thu này và mùa cúm, mùa cúm năm nay. Đó là những cái mà Mai Khanh nghĩ là quý vị phải nhớ. Thì khi mà mình nói là học sinh sẽ trở lại trường, mình thấy rõ ràng đó là trẻ em sẽ mắc bệnh. Có thể nhiều em sẽ bị rất là nhẹ, nhưng mà mấy em này sẽ đem về cho gia đình, cho ông bà, cho bố mẹ và cho thầy giáo khi mà mấy em đến trường. Thì từ khi mà tháng 8, tức là nhiều trường trong nước Mỹ đã mở trường lại đó, thì chúng ta thấy là đã có rất là nhiều em mắc bệnh COVID-19. Đã có hơn 100.000 em từ lúc giữa tháng 8 đến bây giờ. Và trước đây đó, tất cả những người mà bị COVID-19 đó, thì trẻ em chỉ có dưới 6%. Thì từ khi mà mấy em trở lại trường, mình thấy rõ ràng là cái số đó lên cao, và bây giờ nó lên đã 10%. Và đã có một cái tin đó là có một sinh viên đại học 19 tuổi, rất là khỏe, không có một bệnh gì hết, và đã mắc bệnh COVID khi trở lại trường và đã chết trong khoảng 2 đến 3 tuần sau khi mắc bệnh. Đây là một sinh viên 19 tuổi, rất là khỏe, không có bệnh tật gì hết, mà đã chết vì COVID-19 khi trường trở lại. Và mình thấy rõ ràng, quý vị, là bao nhiêu trường phải đóng lại, như là Cal State Long Beach ở quận Cam, mình ở LA County nhưng mà cũng gần quận Cam, đã có 5 sinh viên positive cho COVID-19 và phải đóng trường, tức là không được học in person nữa, phải đóng trường để mà học ở nhà, và phải đóng trường 2 tuần. Đó là đại học. Còn như là trường elementary school thì ở Irvine, Mai Khanh vừa mới nghe nói là những em đã trở lại trường thì đã có 2 em đã positive. Thì không biết là bây giờ tùy school district, nhưng mà không biết là họ sẽ đóng cửa bao nhiêu lâu, hay là họ có thử tất cả những học sinh hay là thầy giáo cho trường đó hay không. Thì cái này là tùy theo mỗi cái sự quyết định của từng school district, từng địa phương. Mai Khanh xin quý vị ngừng lại để mà chúng tôi đi những cái commercials, và chúng tôi sẽ trở lại và sẽ tiếp tục nói thêm về đại dịch COVID-19.